Này, tôi cho ông thuê xe và quần áo đúng 1 tiếng rưỡi thôi đấy nhá. Ông phải trả tôi đấy, nếu không là tôi đi về luôn đấy. Ông yên tâm, cứ ngồi đợi đây đi. Rồi, nhớ đấy nhá. Em chào anh ạ. Ơi chết, sao lại chào anh? Tôi tự giới thiệu, tôi là trưởng của cái họ này. À thế ạ. Xét về mặt vai vế thì là cháu phải gọi ông bằng cụ. Em xin lỗi cô. Thế xin lỗi cháu tên gì nhỉ? Dạ cháu là Domire. Domire. Nào, họ cho mình trật tự để tôi giới thiệu. Tôi giới thiệu cụ giới thiệu. Đây là Lâm Hồng, cháu của cụ, trưởng chi 1. Pianos. Đây là Thành Nông, cháu cụ, trưởng chi 7. Đây là Minh Kính, cũng là con cháu cả. Trưởng chi giữa. Đi mời cháu vào nhà. Từ từ đã. Thế con Huyền của cháu đâu? Con Huyền à? Vâng. Con Huyền đâu nhỉ? Con Huyền đâu? 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 Đấy. Em là Huyền. Dạ. Anh là... Anh là Domire. Domire! Em! Vâng, thôi mời tôi nhá. Đây là để mời các cụ ạ. Mời các cụ vào vâng. Dạ. Kính thưa cụ trưởng họ và tất cả các cụ đây. Thì trước khi về làm rể dòng họ nhà ta thì con nghe xin phép có đôi lời như sau. Bỏ ra nó bỏ xử. Dạ. Trước khi từ Ý trở về, lòng con đã thấy tràn trề niềm vui, mặc dù đường xá xa xôi, đứng đây mà ngỡ như ngồi bên kia. Ra thì như thế này, cháu đang muốn đóng góp một số cái của cải vật chất. Trước là để dụ dỗ, sau là để mua chuộc, không ạ, để quyên góp và đóng góp cho dòng họ nhà mình nhé. Ra thì như thế này, như là một là quỹ tình cảm, hai là quỹ tình thương, ba là quỹ tình yêu và bốn là quỹ tình ái. Tế, ông Tể ơi, ông Tể ơi, ông nhanh ra, tôi bảo lỡ hết việc của tôi bây giờ, ông làm cái gì trong ấy mà lâu thế? Thằng lái xe của con ạ. Dạ vâng. Con ra đưa cho nó mấy triệu điên chưa? Dạ. Ơi chết. Dạ. Này, con cứ ra con bảo nó vào đây ăn cơm với họ nhà mình nhá. Cỗ bản là cụ bày vẽ hết rồi. Dạ. Để đầy bên từ đường ấy nhỉ. Không cũng được. Phải rồi đấy. Nguyên tắc của con là phải có trên có dưới. Trên ra trên, dưới ra dưới. Lái xe không được ăn với sếp. Đấy, cho nó mấy triệu nó ăn chưa thoải mái. Xin phép ra cụ ạ. Bỏ ra. Mẹ con nhà này sướng quá. Đấy, nó có cho thằng lái xe nó đi ăn trưa thôi mà những mấy triệu đấy mà. Mẹ con cháu ở hiền gặp lành thế à? May mắn quá. Ông cũng cần, ông cứ gọi em ăn mới cả lên. Mà tôi đã dặn ông ngay từ cái lúc lên xe là tên tôi là Domire. Ông đi cứ đô đô tẻ tẻ gì ông đồ mi mi đấy đấy cái gì. Ông thuê xe của tôi hơn 1 tiếng đồng hồ, quá bố của người ta mấy phút rồi. Thôi thôi thôi, ông bé mồm thôi. Bây giờ ông thanh toán tiền cho tôi để tôi còn về đi cô khác. Thôi được rồi, tiền phụ trội xe của ông hết bao nhiêu ông cứ tính gấp đôi lên cho tôi, tương đương với mấy cân thịt của tôi chứ đáng bao nhiêu đâu mà nhắn hết cái lên. Đi ra ra xe đợi 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 đợi. Thôi được rồi. Nhưng mà ông phải làm việc nhanh lên đấy. Rồi nhá. Đúng. Mẹ con nhà này là vớ bấm được gì nữa, có phải không? Dạ xin lỗi các cụ. Dạ vâng. Vừa nãy là con đóng góp đến đâu rồi nhỉ? Vừa làm này. Nó đóng góp đến đâu nhỉ? Tình ái ạ. Tình ái ạ. Vâng, thế thì con lại xin phép đóng góp vào một số quý nữa ạ. Dạ vâng ạ. Xin phép cụ là dòng họ nhà ta có bao nhiêu nhân khẩu ạ? Tổng số ạ. Thằng cháu Nông ông đâu nhỉ? Dạ, con đây ạ. À, đây. Thử xem là họ nhà mình có bao nhiêu khẩu? Dạ, theo thống kê vừa rồi là trên 1.000 khẩu. Trên 1.000 khẩu? Dạ. Họ nhà ông ấy, nhà cụ là trên 1.000 khẩu. Trên 1.000 khẩu ạ? Ừ. Sao nhiều thế ạ? Nhiều ạ? Vâng, hơi nhiều. À, nhưng mà thế có bao nhiêu hộ giàu ạ? À, giàu ấy thì chỉ có 2 đứa cháu nó giàu thôi. À, thế ạ? Một là cái con Lánh là nó bán trà đá đầu làng. Hai là cái thằng Oánh mổ chó. Thì chỉ có mỗi 2 nhà đứa cháu đấy là chúng nó có xe máy. Thế thì con xin đóng góp vào 2 cái nhà giàu đấy ạ. Và tất cả mỗi nhà là 100 triệu. Ôi chết 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 chết. Cháu ơi, họ nhà ta còn rất nhiều người nghèo.
Ơ thế tại sao lại không đóng góp, phải đóng góp cho nhà giàu? Không, cháu muốn những nhà giàu họ càng giàu và lại giàu thêm, để cho những cái nhà nghèo người ta nhìn hai cái tấm gương điển hình đấy, người ta phấn đấu học tập. Thầy ơi, ông nhanh ra, tôi bảo lỡ hết việc của tôi bây giờ, ông làm cái gì trong ấy mà lâu thế? Lại thằng lái xe của cháu ạ. Khổ quá, nó vừa ăn cơm xong, thế bây giờ thì cháu phải ra đưa cho nó mấy trăm nghìn để nó đi uống trà đá. Dạ vâng, dạ vâng, cháu xin phép ạ. Ôi mẹ ơi, này các cháu, mấy trăm nghìn à? Nó uống nước không thôi mà cũng hết mấy trăm nghìn rồi đấy. Ôi mẹ con này sướng quá. Khổ quá, lại có vấn đề gì đây? Tôi đã bảo ông bé cái mồm cho tôi nhờ một chút được không? Xe thì tôi đợi được, nhưng mà bộ quần áo này thì không đợi được. Sao không đợi được? Khổ quá, tôi thuê bộ quần áo của thằng MC đám cưới mà 12 giờ trưa là nó cần dùng rồi. Thôi, bây giờ ông cởi ra, giả tôi để tôi mang trả nó, chứ nếu không hỏng hết việc của nó thì chết. Khổ quá thì hỏng việc của nó cũng như là hỏng việc của tôi. Thôi thế này, sang siêu mỗi bên chiều một nửa, ông về bảo thằng đấy thuê một bộ quần áo khác, tiền phụ trội quần áo hết bao nhiêu tôi đền gấp đôi nhá. Đang có mấy cân thịt như bao nhiêu đâu mà ông nhắn cả lên. Thôi rồi, thế thì bây giờ ông trả tiền cho tôi. Bao nhiêu? 100. Cái gì 100 ấy? 50 thôi. Sao 50? Cả cái bộ quần áo váy cưới tôi thuê hết 100 thôi. Ông vống hết cả lên. Thôi rồi, thế đưa đây. Đúng rồi. Đây đây. Nha. Ôi thì chết cụ rồi, chết canh hành cụ rồi. Nông, đưa cụ ấy gậy. Chết rồi, lại bị đuổi rồi. Cụ đi từ từ. Đẹp quá, trời ơi, con rể tương lai của mình mà thấy thế này là ghét ý đấy. Trời ơi, sướng quá, sắp có con rể Tây, tôi phải đầu tư chứ, bộ karaoke này đẹp ơi là đẹp nhá, rồi hát thì tuyệt vời. À, mấy cái dây chuyền vàng ý nữa chứ, mẹ thích lắm, mẹ mê lắm con ạ. Anh uống em cái nhé. Cho anh hôn luôn. Ôi, chết mẹ. Con xin lỗi. Con anh cứ tưởng con bánh cái huyền. Dạ vâng ạ. Đây khổ quá, cứ mải ăn uống dình mò mãi để tìm u trà u một cái mà không có cơ hội. Bây giờ thì tiện thể là con trà u luôn. Để tỏ lòng tôn kính, con xin trà u bằng tiếng nước ngoài cho nó tình cảm. Rồi. Hello Vietnam, xin ớt, viva Yamaha, long jean. Quay đầu. Anh cứ vẽ. Hôm nay con thấy họ nhà u làm cỗ mời con, có cái gì sai sót không? Nói chung thì cỗ của nó thì ngon. Rồi. Chứ ngồi nó cũng được. Tốt. Riêng về ẩm thực ấy thì u cứ phải hỏi tôi. Anh ở nước ngoài là ăn là tinh lắm. Quá đúng. Thế anh đi nước ngoài lâu năm chưa? Trước là con ở Mỹ Úc. Sau này làm ăn Trung Quốc thì con chuyển sang Australia. Thế sau khi khen em hình là ta thì con định cư ở Italia rồi chuyển qua Mỹ. Làm ăn vất vả nhỉ? Vất vả mà chịu đúng không ai lấy gì được mà. Nghe em Hiền nói về anh rất nhiều. Hôm nay mới được giáp mặt đấy. Anh à? Thế nó có nói tục tiếu gì về con không? Không. Con này được. Thế nó đã nói gì về cái chuyện cưới xin của con nó chưa? Chưa. Chưa thấy em nói gì. Con này láo. Ơ. Ôi trời mẹ. Khổ quá. Ý là con nói này. Nó nói là hôm nay trời nó nắng ráo mà tổ chức hôn lễ thì quá là tuyệt vời. Thế chứ lì. Thôi, anh không phải đấm nữa. Thôi, vâng. Anh ra ngồi đây để U hỏi gia cảnh anh thế nào. Vâng, U cứ phỏng vấn luôn. Nhà anh có mấy anh em? Dạ, nhà con gồm 8 người con. Một giai 7 cái là vừa tròn một mâm. Thế có mình anh là con giai nhỉ? Không, còn một người nữa. Thế con là thằng nào? Bố con ạ. À, ừ nhỉ. Thế quê anh ở đâu? Dạ,
quê con thì trước ở rất xa, sau có điều kiện thế là chuyển về đây. Quê con ở biển số 2 Củ Lạc. 2 Củ Lạc là cái gì? 2 Củ Lạc giống hình 88 ấy, Vĩnh Phúc. Trời ơi, anh cứ chửi chú, đáng u chẳng hiểu gì cả. Khổ quá thế nè, trưa nay cứ mải mải ăn ăn uống uống. Thế con Huyền nó đi đường nào không nhỉ? Em đi tắm. Tắm à? Tắm tốt. Biết giữ gìn vệ sinh rất tốt. Rồi. Đây khổ chưa, cứ mải ăn nào tống được hai biết thì dạ. Sau người ra người vào người ta hỏi nhiều quá thành ra chả có cái gì ở bụng. Thế thì trong khi em Huyền em tắm thì con ra đổ lạc làm bát mì tôm ăn về lấy sức chiến đấu. Ê, chết. Hả? Ai để cho người ý ăn mì tôm? Ở đây thích ăn cái gì cũng làm cho mà ăn. Ngu không phải quan trọng đâu. Tính con là vốn dĩ xè xòa, hay có con gà thì tạm vui. Đến 10 con cũng thịt. Ô thế à? Con nói thật U nhé, chưa gặp thì ngỡ trong mơ, gặp rồi mới thấy tôn thờ U luôn. Thế còn em Huyền? Con Huyền đi mà, con Huyền có trục di chuyển con chỉ cho U thôi. Ôi trời ơi, vàng ý là đẹp lắm đấy anh Dề ạ. Thế à? Con bắt đầu mến U rồi đấy. U cũng thế. Con bắt đầu quý U rồi đấy. U cũng thế. Con bắt đầu nảy nở tình cảm U rồi đấy. U như con thân một cái. Rồi. Anh Dề! Anh làm gì mẹ em đi ạ? Ôi con này, tao đang làm gì mẹ mày đâu? À, anh đã làm gì mẹ trước? Đấy, U xem đấy, con gái con đứa học thì dốt, không hớt siêng năng, chỉ giỏi cái tắc mắc thôi. Em tắc mắc cái gì? Tao hỏi mày nhá, anh hỏi em nhá. Anh mới hôn mẹ một cái, anh thơm mẹ một cái mà em đã học lên dãy cái gạch. Con này, con đấy. Anh ấy thơm mẹ một cái, mày làm gì mà ki bo thế hả mày? U xem đấy, các cụ đã có câu dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ với mẹ. Con này bắt đầu mất dạy rồi, con không đảm bảo là con dạy được con này đâu. 10 cái dây chuyền không hiểu sao bây giờ là chỉ có 5 thôi đấy, tùy U đấy. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày giết mẹ mày rồi. Thôi không nói nhiều nữa, ra vườn đuổi con gà thương thiến bằng được thì cho anh Dề ăn. Anh thích ăn thịt gà, đi có ra không thì bảo ra. Này đi. Con cái nhà mất dạy, cái loại này rất khó dạy đấy. Con nói thật dù là không phải dạy đâu. Thôi anh Dề ạ, anh thông cảm, em nó còn trẻ người non dạ. Anh Dề này, sao? Anh có yêu tôi thật không? Tình yêu con dành cho U là tình yêu kính trọng, tình yêu ảo. Thế còn tình yêu thật là con dành hết cả con tim của óc, cả mạng sống của mình cho Huyền. Đấy. Có thật không? Ô cái này, không thật mà tôi giật cho nó à? Không thật mà tôi đắp máy bay từ Ý qua Italia, rồi tôi đi tàu hỏa từ Italia về đấy. Hả? Tình yêu thật là gì? Là khi xa mấy phương trời nhớ nhau tới ấy một câu là về. Tình yêu sẽ chọn lời thề nó mà yêu thằng khác cũng phải về với tôi. Đúng. Nói tóm lại tình yêu thật là gì? Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau. Thôi anh ạ, anh đừng bóp. Anh cứ nấu lên là tôi biết anh yêu chân thật rồi. Thôi đau quá. Thế là thôi. U ơi. Ai đây? Tha U. Ừ rồi, anh Quân đấy à? Dạ. Này, về đi, về nhà tôi đang có khách, đêm khuya vắng ăn sáng nhá. Ô hay, chẳng qua là con đi qua đầu làng, con thấy có thùng kem, mua sang để U mút cho nó mát. Ôi, chứ ai chẳng biết là nhà U hôm nay có khách. U xin, chú đáo quá. Ở đây. Dồi ơi. Thằng mất dạy, mày là thằng nào? Thế mày là thằng nào? Tao là Việt. Việt gì? Kiều. Việt Kiều gì cái mặt mày? Trông như thằng điên. Ấy, Quân, này. Không được nói thế. Anh là người nước ngoài đấy. Ai là người nước ngoài? Đây. Ôi giời ơi, thằng này mà là người nước ngoài á. Có đi ngoài ra nước ấy. Ôi chết, chẳng nói thế. Mày bảo ai là đi ngoài ra nước ấy? Tao bảo mày. Thế mày bố láo nhờ. Này, Quân này. Nếu như mày tôn trọng mẹ vợ tương lai của tao, đề nghị mày bỏ cái chân xuống. Đấy, bỏ xuống đi. Nha. Sao lại mẹ vợ tương lai chứ là thế nào? Ừ đấy. Này này, hóa ra là U định chơi cái kiểu một cối hai chày đúng không? À, không được nha. Một nước không thể hai vua nha. Này nhá. Này, thế Quân mày tên là gì nhỉ? Hả? Mày bị dở à?
Tao tên là Quân. Thế thì phải đấu súng rồi con ơi. Ê Quân ơi, đừng đấu súng. Mẹ nghe tiếng nổ mẹ ngất luôn. Mẹ có bệnh áp huyết đấy. Đấy nha. Vì nể mẹ vợ tao cho nên tao với mày sẽ không đấu súng nữa, mà chuyển sang đấu bằng kiến thức. Tao với mày cùng bò lên đỉnh Olympia. Đúng đúng, mẹ đồng ý. Cứ sao bố là mẹ đồng ý. Nhưng mà tránh ăn súng nhá. Thế này Quân ạ, mình là người có học, phải rất lịch sự. Thế thì tao xin phép. Bây giờ mày chọn gói 10 điểm hay là gói 20 điểm? Thế là thế nào? Làm ví dụ là mày thắng một phát là tao đi về luôn. Mày ở đây. Mà nhớ là không được sử dụng ngôi sao hy vọng nhé. Nào, bây giờ tao mới đố mày đây. Tổng thống nào trên thế giới thích ăn mực nhất? Tổng thống thích ăn mực á? Mày bị dở hơi à? Làm gì có tổng thống nào thích ăn mực? Nhưng mà có đấy. Ai? Ai? Bút. Hả? Bút. Bút. Sao lại Bút lại thích ăn mực? Thế tao hỏi mày nhá, Bút mà không chấm bằng mực thì viết bằng niềm tin à? Mày chết chưa? Đúng không? Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Ai giỏi? Giỏi. Chưa. Đúng rồi. Ăn thua gì? Con đố nó còn giỏi hơn. Con gì bé hơn con Dĩnh? Cái gì? Vớ vẩn. Con gì bé hơn con Dĩnh? Con Dĩnh là bé nhất. Lúc nó đốt con chả nhìn thấy nữa này. Con gì bé hơn con Dĩnh? Mình ta nhìn tỉnh. Mày ngu lắm. Thế con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con của con Dĩnh. Ừ nhỉ. Coi như hòa nhé. Hòa nhé. Hòa là hòa thế nào? Tao với mày phải có người thắng, phải có người thua. Thế bây giờ thì thế nào? Bây giờ tao đố mày một câu nữa, cho mày thêm một cơ hội. Thế mày đố luôn, đố luôn. Tại này máu đang máu cho đến. Đố luôn, đố luôn đi. Đố đi. Câu gì? Câu gì? Đều có đến. Câu gì nào? 5. Câu gì? 4. 3. Cái Huyền có phải là con của bà Xuyến không? Đúng. Cái Huyền có phải con của bà Xuyến không? Có phải không? Thằng này, thằng này láo. Hóa ra mày bảo tao đi ngoại tình đẻ các con Huyền này. Mày cút, cút ra khỏi nhà tao. Cút dậy, cút luôn. Ra khỏi nhà tao luôn nào. Bà đuổi tôi không dễ thế đâu nhá. Tôi hỏi bà, bà nhận lễ vật ăn hỏi của gia đình nhà tôi rồi. Không lẽ bây giờ bà đuổi tôi một phát ra cửa luôn à? Không dễ thế đâu. U đớp lễ vật của nó rồi à? Chứ sao, mồm rộng thế kia cơ mà. Này, sao đớp vội thế? Nhưng mà không sao. Này, lễ vật của mày hết bao nhiêu? Tính vượt trội lên gấp đôi tao trả nhá. Tất cả là hết 15 triệu. Sao này là 15 triệu? Nhá. Cái lễ vật ấy đã ăn đã uống vào mồm, tao không thèm đòi. Nhá. Tao đòi ở đây là tao đòi cái tiền công hôm ý tao thuê người bê từ nhà tao sang đây. Mà hôm ý tao thuê toàn diễn viên xịn nhá. Tất cả là 15 triệu. Tất cả 15 triệu. Thế mày tính như thế nào mà 15 triệu? Mày biết không? Bốn diễn viên nữ. Tuồng trèo cải lương củ cả nhá. Bốn diễn viên nam. Kịch, nhạc, diễn viên điện ảnh. Một tổng đạo diễn. Vị trí là 10 người. Làm gì 10 người, có 9 người tính sống là 10 người. Mày ngu thế. Bốn diễn viên nữ. Trong đấy có một diễn viên đang chữa. Được rồi, cứ coi như là 10 đi. Thêm một đứa cho nó phát tài phát lộc. Đúng không? Thôi U giả hết tiền cho nó đi. U làm gì có tiền mặt. Hết bao nhiêu con sẽ tính trội lên cho U. Gấp đôi, U yên tâm. Mà U làm gì có tiền mặt. Bao nhiêu tiền U làm cỗ hết rồi. À đây rồi. Cái sợi của U bao nhiêu đây? Một cây. U giả hết cho nó đi, cho nó về đi. Con nhìn mặt thằng này con ngứa mắt lắm rồi. Không được U. Thì 10 sợi vàng ý là của U tất cơ mà. Đây, anh giả hết cho chú. Số thừa coi như tính vào tiền quê kem. Thế chứ. À này, mình bắt đầu thấy mến cậu rồi đấy. Mình cảm ơn cậu. Thông biến đấy. Cậu rồi đấy.
nhẹ người. Bây giờ chỉ có mình con là con rể mẹ thôi đấy. Này, dạ. Lấy cho mẹ cái dây ý, mẹ đeo vào cho đỡ trống cổ nhé. Và mẹ cứ yên tâm đấu xem con đó. Ừ, mẹ. Ôi dồi ôi, thằng chết âm chết phạm này tại sao mày ở đây? Ôi dồi ôi, sao đây? Ôi mày đi đâu? Mày thuê ô tô, mày thuê quần áo làm gì mà để cho cả cái đám cưới nó phá tan nhà con mày đang đứng ngoài đường kia kìa. Mày, con kia, mày là con nào? Tại sao mày dám vào đây để chửi chồng bà hả con? Cút ra khỏi nhà tao. À, hóa ra mèo mả gà đồng, mày là thủ phạm cướp chồng của tao. Ôi dồi ôi. Thế này nghĩa là thế nào? Tự nhiên cô nhảy vào nhà của tôi. Thằng chết bám chết vòng này là chồng của cháu cô ạ. Hai vợ chồng đang bán thịt lợn, bỗng dưng nó bỏ nó đi. Nó thuê ô tô này, nó thuê quần áo của cái thằng MC đám cưới. Trong đấy là có hai cái bài phát biểu của họ nhà trai với họ nhà gái. Thế là đám cưới nó vỡ lở, hai họ xông vào đánh nhau tưng bừng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cháu điên quá bà ơi. Thế nó vào nó phá tan nhà cửa nhà cháu, và bao nhiêu tội lỗi là dồn hết cho bảo thằng chết bám chết vòng này. Thằng chết bám chết vòng này, mày quen cái thằng chết bám chết vòng kia ở đâu? Con quen cái thằng chết bám kia trên mạng. Arirang là tên làng điệu dân ca của người Triều Tiên và Hàn Quốc, là nơi phát triển đỉnh cao công nghệ số, loại hình hát karaoke, xuất xứ từ Nhật Bản. Thương hiệu Arirang đã được công ty Maseco xây dựng và phát triển hơn 15 năm qua, trở thành thương hiệu quen thuộc với mọi người, mọi nhà, mỗi khi nhắc đến Arirang Karaoke nói riêng và sản phẩm điện tử cao cấp Arirang được người tiêu dùng tín nhiệm trong và ngoài nước nói chung. Ngay từ buổi đầu xuất hiện tại Việt Nam cho đến nay, đầu máy karaoke Arirang đã được khẳng định là thương hiệu karaoke hàng đầu với công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến và nhiều tính năng độc đáo, đem đến cho mọi người một loại hình giải trí phong phú đặc sắc, góp phần khơi dậy niềm đam mê âm nhạc trong mỗi con người Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Ngoài những sản phẩm karaoke hiện đại, Arirang còn là một thương hiệu sản phẩm điện tử chất lượng cao, được tín nhiệm với nhiều chủng loại đa dạng như đầu đĩa DVD, máy tăng âm, loa, microphone và đặc biệt là TV LCD cao cấp. Tất cả được thiết kế phối hợp đồng bộ với đầu máy karaoke Arirang, tạo nên một bộ dàn hoàn hảo, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Được chiết xuất từ những thảo dược theo phương pháp cổ truyền dân gian, tạo nên sản phẩm trà Minh Mạng. Trà Minh Mạng có tác dụng hỗ trợ và điều trị tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, men gan tăng cao, ngăn ngừa ung thư. Trà Minh Mạng, niềm tự hào của người Việt.